Xin chào các bạn. Thì cái video này á, mình chỉ quay giống như là mình nói những cái đôi lời tâm sự của mình với các bạn thôi. Thì vừa nói mình sẽ vừa lao xe luôn. Tại vì mình cũng sẽ có đề cập cái vấn đề mà giữ gìn chiếc xe của mình á như thế nào. Thì chủ đề của mình nó sẽ là 1001 cách chăm xe. Các bạn thấy không? Thì mình mới vừa quay xong cái clip tăng sên tại nhà đó các bạn. Mình đang xong xuôi rồi thì giờ mình ra đây mình tiếp tục mình lao xe. Tại vì đêm nay thì mình quay mình thức hơi trễ. Giờ này cũng mới có 8 giờ gần 9 giờ rồi. Đó, tại vì bà xã mình bữa nay may đồ trễ đó các bạn, đồ nhiều quá, 20 tháng 11 á. Thì mình làm gì giờ, thay vì mình chui vô phòng á, mình vùi mắt vô cái điện thoại thì mình ra đây mình lao xe, nếu không có việc gì khác thì mình lao xe. Thì chăm xe ở đây á không phải là chúng ta cứ vùi đầu vào chăm xe là lao xe tối ngày, nhưng mà hễ một có thời gian rảnh không có làm gì thì mình cứ lao xe. Ví dụ như những con ốc như thế này các bạn thấy nè ha, đó mình chịu khó lấy nồi dẻ mình chùi như vậy hoài nè thì nó lâu xét hơn các bạn. Đó, mình đừng chùi mạnh tay quá, mình chùi vừa vừa thôi. Có bàn tay mình chạm vào như vậy nè. Bảo đảm với các bạn là con ốc mình nó sẽ sáng lâu hơn. Mình chắc chắn với các bạn luôn ha. Nè, như cái ốc này ha, mình sẽ như thế này. Tại vì mình một tay quay, một tay mình lao đó các bạn. Chứ bình thường mình dùng hai ngón tay thì nó dễ hơn. Có hai bàn tay thì nó dễ hơn. Đó, những cái sườn các bạn thấy nè, những cái này nè. Thậm chí tuốt trong này mình cũng thọt cái tay vào. Tức là những chỗ nào mình thọt tay tới á, mình sẽ lao hết ha, mà lao nhẹ nhàng thôi nha các bạn. Các bạn tránh tình trạng là các bạn nhấn mạnh lao mạnh quá, khi mà các bạn cái nồi dẻ này, cái miếng vải này mà các bạn nhấn tay mạnh quá đó, nó sẽ tạo lên ma sát và nó sẽ làm nóng cái bề mặt tiếp xúc này ha. Nhất là nước sơn này mà các bạn làm cho nó nóng lên á thì nó rất là dễ bay màu. Các bạn lao thì thấy nó bóng thiệt là bóng, nhưng mà thực tế thời gian nó sẽ xuống màu rất là nhanh. Nè, các bạn nhìn thấy cái chỗ này có vết ố không? Đây là vết ố nè, tại vì mình treo đồ đó các bạn, mình gắn cái ba ga này nè, mình treo đồ thì cái chuyện đó là mình phải chịu thôi, không có cách nào khác. Không lẽ giờ mình chở, mình đi chợ hay đi đây đó mà không treo đồ thì làm sao bây giờ, sao mà ginh vác hết cho được. Mình treo hai bên thì cái chỗ mình treo này nó sẽ bị ố nè các bạn thấy không, xót lắm chứ, nhưng mà cũng phải chịu. Thì cái miếng vải này cũng vậy nè, nếu mà bạn lao mà các bạn lao mạnh tay á đó, nhất định nó sẽ ố ha. Bạn lao cũng phải có cái thực chứ không phải là muốn lao sao cũng được. Và cái dẻ này phải sạch nha các bạn, nó mà dính cát thì coi như xong đó. Tức là xe mình nó đã sạch sẵn rồi, mình rửa sạch sẵn rồi ha, đó mình chỉ lau thêm thôi nè. Dù những chỗ này nè các bạn đừng lau mạnh tay quá, tại vì nó các bạn thấy những nó hột 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 không, mình lau mạnh tay quá nó sẽ mất đi cái độ nhám của cái này. Ví dụ những cái chỗ nhám mình ví dụ như là đây nè, trên này nè ha, ở những chỗ này nè mà các bạn lau mạnh tay quá nó sẽ bị mất đi cái độ nhám đó. Mình sẽ cho các bạn xem cái chỗ này nè, đây ở ngoài này thì nó hơi tối chứ không phải trong nhà, mình đang ở ngoài trước đó các bạn, cái quán ở trước của mình đó. Những chỗ này nếu các bạn lau mạnh tay quá nó sẽ mất đi cái độ độ nhám đó, nó sẽ không đẹp. Mình lau nhẹ tay thôi các bạn nhớ ha. Thậm chí những con ốc này nè, nó nằm ở trong này nè, mình cũng gắng mình thọt cái tay vào mình lao luôn. Thì các bạn biết là mình có rất là nhiều buổi tối là như vậy luôn nè các bạn. Tức là bà xã mình thì may đồ, mình á nếu mình không có đôm nút tiếp, mình làm gì tiếp á thì mình sẽ lao xe vậy thôi ha, chứ mình không có thích. Đương nhiên cũng có những lúc mình phải cầm cái điện thoại mình coi tin tức, thậm chí xe bóng đá chẳng hạn, nhưng mà rảnh ra là mình sẽ lau xe. Các bạn biết, mình biết luôn á, có nhiều bạn á có hàng giờ đồng hồ ngồi ở ngoài quán cà phê hay là quán nhậu thì mình nhín cho chiếc xe này khoảng chừng 15 phút, đâu cần phải lau hết chiếc xe đâu các bạn. Ví dụ như bữa nay mình rảnh mình sẽ lau phần trước này, bộ mâm trước này, cái đĩa này, hai cái phục này, rồi thôi đi ngủ chẳng hạn. Rồi hôm nào rảnh mình lại tiếp tục lao lao chỗ khác. Như vậy đó.
chứ đâu nhất thiết là phải ngồi một chỗ lao một tiếng mấy đồng hồ mà hết chiếc xe đâu. Đương nhiên á, mình biết ha, là tại vì mình á có hai chiếc xe thì những lúc đi mưa á, đây nè, mình sẽ lấy chiếc xe này nè, hồi chiều mình về nó còn ướt, các bạn thấy nó còn ướt nhẹp nè, mắc mưa đó các bạn, mưa rất là lớn luôn, sình bùng khủng luôn á đó. Đó thì cái chiếc đó mình sẽ đi cày bừa đó, còn chiếc này mình đậu trong nhà nó mới sạch được vậy. Thì những bạn nào mà chỉ có một chiếc xe thì phải chịu rồi, một chiếc xe một thì đi suốt ngày, nó thật luôn là nếu là mình á mà sình bùng cỡ đó chắc mình lao cũng không nổi, cũng ngán lắm. Nhưng mà các bạn có thể dành cho nó được 50 phút một ngày cũng được, không cần thiết phải là ngồi lao hết một tiếng mấy đồng hồ ha. Dù như về nhà phải không, sình quá các bạn nhớ là đừng xịt nước liền nha, cái lốc máy này nè ha, nó đang nóng cực kỳ luôn, nhất là các bạn đi trên 10 cây số rồi đó mà các bạn xịt nước vào, mặc dù là đi mưa về nha, nhưng mà nếu các bạn xịt nước vào á là nó sẽ bị ố liền, chắc chắn với các bạn luôn, những nước sơn này nó xuống màu liền luôn, nó đang nóng mà các bạn xịt nước vào là nó ố xuống màu ngay lập tức, rất là xấu luôn. Thì chịu khó để cho nó khoảng, mình khuyên các bạn luôn là để khoảng một tiếng đồng hồ đi hãy xịt nước, tại vì mình có thử rồi, mình đi về ha khoảng chừng 3-4 tiếng đồng hồ sau mà mình gờ nó vẫn còn nóng đó các bạn, thì mình sẽ cho nó khoảng một tiếng đồng hồ để mà mình xịt nước đó, để chi cho cái máy này nó nguội xuống nè. Thì nó nguội xuống còn khoảng chừng mình nghĩ cái nhiệt độ lý tưởng là khoảng chừng 45 độ, 40 đến 50 độ thì mình xịt nước chắc được, không sao, nó không có mà xèo xèo ra khói đó các bạn. Thứ mà các bạn về nhà xịt nước vô bạn thấy ra khói đó ha, đó là xong rồi đó, là ố hết luôn ha, rất là nhanh. À, những cái cần số này mình ngồi đó, mình thích được ngồi như vậy nè, mình sẽ lau chùi từng chút một đó, thấy chỗ nào là mình nhớ chỗ nào mình lau chùi chỗ đó thôi, các bạn thấy là mình lau chùi không nè đó. Thì hôm gài á mình đăng nhiều nhiều cái video á, cũng có những cái ý kiến gọi là trái chiều mình á, người ta vô người ta phản bác mình, nhưng mà người ta rất lịch sự nha các bạn, có những bạn đó người ta vô người ta phản bác mình nhưng mà rất lịch sự. Mình nói thật mình rất cảm ơn những cái ý kiến phản bác đó, tại vì mình á có là thần thánh đi nữa cũng phải sai, có sai à, cũng có những lúc mà sai lầm đúng không các bạn, thì mình làm sai người ta vô người ta ý kiến lịch sự mình rất hoan nghênh luôn. Còn có những bạn mà vô mà chửi bới ha, không biết đúng sai thế nào mà chưa gì đã thấy vô chửi bới à, là mình thấy nó đúng là thiếu lịch sự, vô kênh của người ta xem mà lại đi chửi bới, bạn nghĩ coi đúng không. Người ta sai thì mình cứ góp ý bình thường thôi, bạn ơi mình thấy cái đó là không đúng ha, mình thấy theo kinh nghiệm của mình biết thì cái đó là không phải vậy, thì ok mình nói thấy đúng thì mình nghe theo thôi các bạn, ai cũng phải học hỏi lẫn nhau hết trơn, mình đâu thể nào mà mới sinh ra là đã thiên tài liền được, thiên tài cũng phải học nữa các bạn, Hồ Chí Minh chỉ là một người bình thường thôi. Những cái nước sơn này các bạn nhớ là lau nhẹ tay nha, mà lau mạnh tay qua chỗ này nó sẽ rất là mau mau xuống màu thiệt luôn, mình chỉ lau nhẹ thôi, tại cái xe mình nó đang sạch sẵn đó mình mới dám lao, chứ nếu mà đang dơ cát á, mà các bạn lao vô là nó chạy hết luôn á. Trên đồng hồ cũng vậy nè, mình thấy cũng có những người ta dán cái mặt đồng hồ này đó các bạn, riêng mình thì mình cũng không dán, mà thấy nó sụp sịch không, nó sụp sịch vậy nè, nhưng mà mình thấy nó lại không có bị ghè đó. Những cái chi tiết trong này nè ha, mình lòn cái dẻ này nè các bạn, mình lòn vô trong này nè, mình lao được luôn á các bạn, phía trước sao không vậy, rồi dưới này nè mấy cái lỗ rồi nè, mình cố gắng mà thọt cái dẻ này vô nè đó ha, mình lao chùi, tại vì mình đi mưa hay mình rửa đó, nước nó đọng trong này mình không thấy á, thời gian tới hồi mình nhìn thấy được nó ha là nó sẽ nhạt này, sẽ không còn gì luôn á. Đây những cái chỗ này nè đó, chịu khó thọt tay vào chùi, tại vì mình còn có một tay mình quay rồi đó, như vậy nè,
Thì quay lại cái vấn đề hồi nãy á, cái chuyện rô đai xe đó các bạn, thì có một bạn vô cũng nói với mình đó là xe không nên rô đai. Thì cái vấn đề đó mình sẽ tìm hiểu kỹ lại, tại vì mình từ đó tới giờ mình đi xe là mấy chục năm rồi, thì xe nào cũng rô đai hết, từ thợ nào cũng vậy. Người này thì có ý kiến này, người kia thì có ý kiến kia ha, mình cũng không có nói bạn đó là sai đâu, tại vì chưa chắc mình đã đúng. Và bạn nó vô đó, bạn nó cũng khuyên mình là nên xem một cái video của cái anh đó, ảnh đi có điều kiện đó, ảnh đi xe không có lớn không à. Thì ảnh nói là cái xe Nhật này á, khi mà ra khỏi nhà máy xuất xưởng á, là đã rất là chính xác, tức là những cái bộ phận trong cái máy này ha, từ dên, bật đạn cam, cốt cam, nhông số, rồi những cái lá thép trong này, nói chung là cả ngàn chi tiết trong này thì nó đã chính xác 100% rồi. Chúng ta cứ việc chạy thôi, không có mà cần rô đai nữa. Nhà sản xuất kêu mình rô đai á, thực tế chỉ là cách để bắt chúng ta làm quen với chiếc xe trước, để giảm thiểu tai nạn đó các bạn. Thì cái đó mình thấy là cũng có lý chứ không phải là không. Nhưng mà cái vấn đề rô đai này á, mình sẽ tìm hiểu kỹ rồi mình sẽ có một cái video nói riêng về nó ha. Nhưng mà mình cũng cảm ơn bạn đó lắm, bạn nó comment rất lịch sự đó các bạn, không hề chửi bới hay nọ này kia nọ đâu. Mình cũng có tranh luận với bạn đó một chút, mình nhắc lại lần nữa là mình cảm ơn bạn đó rất nhiều luôn á. Những cái comment như vậy rất là hay luôn ha. Rồi những cái comment mà vô ủng hộ mình á, nói thật luôn, mình đọc comment của các bạn đó ha, mình rất là vui. Đôi khi mình hơi buồn bực về những cái comment mà vô mà nói sóc hay chửi bới đó, thì những cái comment mà ủng hộ mình hết mình luôn á, nó lấy lại hết, nó giống như là nó trừ bù lại vậy đó. Mấy mấy cái chỗ này nè các bạn, nó rất là dễ bị tróc mất sơn mà, dễ bị xét lắm, mình chịu khó lau chùi kỹ nó chút xíu. Mình nhắc lại là các bạn nhớ lau chùi nhẹ tay thôi nha, đừng có cố mà mạnh tay quá. Và đặc biệt nhất là khi rửa xe ha, mình không biết mình có nên làm cái video về vấn đề rửa xe ở nhà hay không, nhưng mà rửa xe mình kỹ nhất là các bạn biết gì không, lấy bằng chải đánh răng, hay là thậm chí là bằng chải cước để lau chùi những cái này nè, thọt vô chùi á ha, mình không thích, tại vì cái bằng chải cái độ ma sát nó cao lắm các bạn, khi có bằng chà vô á, thì những cái nước sơn này nè nó chốc hết luôn, nó không chốc ngay lúc đó đâu, nhưng mà mình đã có kinh nghiệm mình bị rồi đó các bạn. Chứ phu chờ một của mình á, mình vệ sinh rất là kỹ, thì cái má phanh ở phía sau á, thắng đụng phía sau á các bạn, mình thường xuyên mình lấy cái đó mình chùi. Mình sẽ cho các bạn xem như vậy nè. Thì xe này mình mới đi sình đi mưa về đó các bạn, nó dơ lắm nha các bạn. Đây nè, cái chỗ này nè ha, đó ngóc ngách này nè, mình rất là khó luôn, là dễ vô mình chùi. Thì cái bàn chải đánh răng của mình á, khi mình thọt vô mình chà rất là dễ đó. Rồi các bạn biết không, chà không bao lâu thôi chốc hết, mình tức điên luôn rồi các bạn. Xe đó mình cưng rất là cưng luôn, chiếc xe đó mình chạy qua đường á, rất là nhiều người khen luôn á, xe đẹp như mới. Mặc dù mình chạy mười mấy năm đó các bạn, chiếc Future 1 á, mình cưng lắm. Nhưng mà mình chà nó là nó chốc hết luôn các bạn. Sau này mình kinh nghiệm mà không dám chà nữa. Chỉ lấy vải á, những miếng vải nhỏ nhỏ đó các bạn, bạn thọt vào các bạn kéo qua kéo lại cho nó sạch thôi. Tuyệt đối đừng nên lấy bằng chải nha. Còn lấy cước nữa thì thua luôn. Các bạn nhớ những ốc dưới này nè, đó, nó hơi khuất tầm mắt của mình á, thì mình nên quan tâm nó nhiều hơn ha. Các bạn chịu khó lấy nồi dẻ giải nè, thọt tay vô chùi. Thì các bạn biết có những cái có rất rất nhiều luôn ý kiến trái chiều mà mới nãy nay mình còn nhớ này, mà bây giờ mình không có nhớ được, còn những cái chuyện đáng để đem ra bàn luận lắm các bạn. Có một bạn vô á,
cái video mình so sánh hai chiếc Winner 1 với Winner X mình nè, con V1 con V2 đó, thì có một bạn vô nói như vậy nè các bạn. Đi so sánh chiếc đời sau, đi so sánh với chiếc đời trước á, đúng là xàm. Ý bạn nó nói mình hiểu, ý bạn nó nói là đời sau ra đương nhiên là phải hơn đời trước rồi, so sánh làm chi. Đó, so sánh gì thấy nó xàm ha. Thì các bạn thấy là các bạn nó cũng nói vậy nè, giống như là à không, thì nói chung là cái comment đó ý nó là mình so sánh như vậy là không đúng đó, thì mình mới nói như vậy nè. Ví dụ như một chiếc iPhone đi, chiếc iPhone 4 rồi một chiếc iPhone 5, khi cái đời iPhone 5 sau nó ra, các bạn có so sánh với đời iPhone 4 không? Đương nhiên mình phải so sánh chứ, mình là người tiêu dùng, mình được quyền so sánh để làm chi, để mình thấy được cái nhà sản xuất á, họ đã nâng cấp những gì trong cái con đời sau, nó có xứng để cho mình lên đời không. Chứ còn iPhone 5 nó ra đi mà nó không có gì mà gọi là nâng cấp so với con iPhone 4 vì lên đời làm gì, thì chiếc xe cũng vậy, mình được quyền so sánh, thậm chí là soi luôn á các bạn, mình soi luôn đó. Thì đời nào đời sau ra lúc nào cũng phải được soi so với đời trước hết, có đời xe nào, có đời điện thoại nào, thậm chí tới tivi ha, bất cứ thứ gì mình được quyền soi hết đó các bạn. Mà bạn nói vô nói mình là soi là xàm, bạn thấy mắc cười không, sao là xàm được. Bây giờ chiếc Exeter chuẩn bị ra 155 VVA nè, VVA nè, khi mà nó ra rồi á thì có so sánh không, so sánh với đời chứ không, phải so sánh chứ, xem là hãng cải tiến hay là cải lùi chẳng hạn, bạn nghĩ có đúng không. Còn một chi tiết mắc cười nữa là cái hôm mình làm cái video mình đi xe vào đường đường nông thôn rồi đường kẹt xe đó, thì có nhiều bạn vô á comment mình thấy mắc cười lắm, đường này phải kêu đường nhẹ bằng cụ mà thật, cái đường đó nói chung là nó cũng không dằn lắm. Mà bữa đó thì bà xã mình quay chủ yếu là cái đồng hồ xe đó, để cho mình cách xe mình cách trả số đá số như thế nào đó, mà quên quay con đường nhiều. Thực tế con đường nó cũng dằn sóc lắm các bạn, có những đoạn là nó bể gần hết luôn, chỉ cần lạc tay lái là đưa xuống dưới lề liền đó các bạn. Cái khúc cái cua mà mình nói cái cua đó, thì chắc mình phải tìm một con đường khủng khiếp hơn nữa để mình vô đó mình chạy thử. Còn vấn đề kẹt xe thì mình nói thật luôn là khó kiếm lắm, ở Sóc Trăng mình hầu như là không có kẹt xe. Cái bữa hôm đó mình đi về là mình đã kiếm cái con đường đó là giờ cao điểm đó các bạn, mà vẫn không kẹt xe. Chỉ có môn mà mình vô khu công nghiệp á, mà giờ mà tan tầm á thì mới có hy vọng kẹt xe thôi. Nè các bạn nhớ những cái hốc hác dưới này nè, những ốc trong này nè, mình quên bẵng nó đi ha là nó sẽ xét liền đó các bạn. Các bạn thấy không, nãy giờ thay vì mình nằm nó mình bấm điện thoại thì mình lo xe nè đó, chiếc xe nó sẽ cảm ơn mình nhiều luôn, bảo đảm luôn. Những cái chi tiết trong này nè các bạn, nó dễ xét lắm, rất là mau luôn. Nó đọng nước á, trời mưa mình đi nửa nước như vậy, đọng nước là nó xét liền. Cái video này á mình làm chủ yếu là giống như là mình tâm sự thôi. Cũng cảm ơn rất nhiều các bạn đã ủng hộ mình thời gian qua. Mình á, thì mình biết mình chưa có chuyên về những cái xe này lắm, tại vì mình ít có độ lắm các bạn. Mà không có độ thì chủ đề á, không có nhiều. Còn những kênh khác thì người ta độ xe đó, người ta lên xe phân khối lớn, người ta chạy, người ta review rất là đã. Mình có kinh phí mình cũng sẽ sắm thêm một chiếc nữa. Ví dụ như Exeter ra nè, tại vì có nhiều bạn nói mình là fan, đúng rồi, có nhiều bạn nói mình là fan của Honda à, tại mình có báo giá cho bên Hồng Đức đó các bạn, rồi nói mình là fan Honda, mình cứ khen xe này quá. Mình không có phải là fan của hãng nào hết đó các bạn, mình nói thật luôn á. Xe nào mình cũng thấy đẹp hết, xe nào cũng thấy nó có một cái nét riêng ha, như là Sachia hay Raider đó, mình rất thích luôn đó các bạn. Nhưng bây giờ là mình không có hợp để mình chạy nó nữa, tại mình có gia đình rồi, lớn tuổi có gia đình rồi, sau hợp. Exeter cũng vậy, kiểu dáng rất đẹp ha, nhưng mà tại vì mình thích cái máy này nè các bạn, mình thích cái máy DOHC hơn là SOHC ha.
mà xúc mình thích cam đôi hơn. Mà chính xác nữa, cái máy DMX-C á là mình thích cái máy của Su các bạn. Máy của Su rất là êm, rất là ngon, cực kỳ mạnh luôn. Mình gắn thêm cái này nè là để cho con gái mình gắt chân đó các bạn, để mình chở hai đó, đó hai mẹ con ngồi thì một người gắt chân ở đây và một người gắt chân ở đây, chứ nếu không mình cũng không gắn đâu. Cái này mình gắn để cho đẹp thôi chứ thực tế mình nghĩ chắc nó không có tác dụng gì, gắn chỉ để gắt chân thôi đó các bạn. Còn nhiều bạn mình thấy lắp chống đổ con trước này nữa nè, chung cũng đẹp. Tại vì nếu mà mình chạy thời gian nữa đó, cái cổ bô nè các bạn, nếu mà độ á mình sẽ thích độ cái cổ bô này ha. Nếu có điều kiện á mình sẽ lên cổ bô titan đó các bạn, thích cổ bô đó. Đây hiện giờ nè các bạn thấy nè, đó nó vẫn đang thui ha, mình đi hơn 2000 cây số rồi đó. Và cái miếng trắng bùn rồi nè các bạn, nói chung là ok lắm á. Mình đi và mưa về mình thấy là nó ở đây nè ha, nó dơ cái nào dơ nhưng trong này nè nó rất là đỡ luôn ha, rất là ok. À, thôi clip cũng khá dài rồi, làm dài quá thì sợ các bạn ngao ngán câu không nổi, mà mình tâm sự gì không biết các bạn nào chịu nghe mình nói hay không. Thôi xin chào các bạn nha, mình vẫn tiếp tục lao xe nữa tại vì chắc tối nay mình thức hơi trễ á. Nhưng xin chào các bạn ở đây đi, mình hẹn gặp lại các bạn ở video khác. Xin chào các bạn.